Chuyển sang các tin tức mới nhất về tình hình dịch bệnh tại thành phố Hồ Chí Minh. Số ca COVID-19 mới tại thành phố Hồ Chí Minh có xu hướng tăng nhẹ, xuất hiện hàng chục điểm dịch ở huyện Hóc Môn, nhưng nhiều người dân vẫn có tâm lý chủ quan không tuân thủ biện pháp 5K. Ngành y tế và chính quyền địa phương thành phố Hồ Chí Minh liên tục khuyến cáo, đồng thời tăng cường lực lượng kiểm tra, nhắc nhở người dân, hàng quán tuân thủ nghiêm biện pháp 5K. Theo ghi nhận những ngày qua tại các tuyến đường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh như Phạm Văn Đồng, quận Gò Vấp, Nơ Trang Long, Quận Bình Thạnh, Võ Văn Ngân thành phố Thủ Đức, đa số người dân vẫn nghiêm túc chấp hành quy định phòng dịch như đeo khẩu trang, không tụ tập. Nhiều hàng quán cửa hàng vẫn duy trì việc khai báo y tế, giữ khoảng cách, sát khuẩn tay. Tuy nhiên vẫn còn nhiều người chủ quan lơ là không đeo khẩu trang, tụ tập không đảm bảo giãn cách. Nhiều hàng quán đặc biệt là các quán ăn, quán cà phê không bố trí dung dịch sát khuẩn, không đảm bảo đúng khoảng cách. Tại nhiều khu chợ tự phát, việc mua bán diễn ra tấp nập, đa số người dân đều đeo khẩu trang, tuy nhiên lại không đảm bảo đúng khoảng cách. Ông Nguyễn Hồng Tâm, phó giám đốc điều hành Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh HCDC cho biết, Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt Công an Thành phố vẫn duy trì xử phạt người không đeo khẩu trang khi đi đường từ ngày 1 tháng 6. Theo đó, nếu phát hiện người dân không đeo khẩu trang khi đi đường thì có quyền lập biên bản xử phạt 1 đến 3 triệu đồng. Trước tình hình số lượng F0 cách ly tại nhà khá lớn, đội giám sát F0 cách ly tại nhà chưa đủ để đảm bảo yêu cầu giám sát tự tuân thủ cách ly tại nhà. Ông Nguyễn Thế Dũng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường 14 Gò Vấp cho biết, tâm lý người dân lơ là sau dịch là có, nguyên nhân là do người dân nghĩ rằng mình đã tiêm được hai mũi vaccine. mặt khác trên các phương tiện truyền thông có các thông tin số ca nhiễm giảm, số ca khỏi, số ca chuyển nặng, số ca tử vong giảm rõ rệt nên người dân tự tin là đã khống chế được dịch. Mặc dù các cơ quan ngành tuyên truyền liên tục về việc đã tiêm vaccine hai mũi vẫn có thể bị nhiễm, nhưng tâm lý người dân lúc này đã chuyển sang giai đoạn sống chung với dịch, ông Thế Dũng nói. Phó Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Vĩnh Châu nhận định, nếu người dân không tuân thủ biện pháp 5K và các biện pháp phòng chống dịch thì số ca mắc có thể tăng lên cao hơn. Trước tình hình dịch bệnh có chiều hướng chuyển biến xấu, Sở Y tế thành phố cho biết đã kích hoạt trạm y tế lưu động và đội phản ứng nhanh tại các địa phương có số ca mắc cao. Ngay sau khi xuất hiện các chùm ca bệnh được ghi nhận tại địa bàn hai xã trên trong tuần đầu của tháng 11 năm 2021, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương vào cuộc thực hiện các biện pháp dập dịch đến ngày 7 tháng 11, kết quả lấy mẫu xét nghiệm nhanh cho 729 người dân đã phát hiện 81 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Để chủ động hỗ trợ địa phương sớm kiểm soát tình hình dịch bệnh, Sở Y tế phối hợp với Cục Quân y, Bộ Quốc phòng điều động 15 trạm y tế lưu động từ quận Bình Tân đến tăng cường cho huyện Hóc Môn. Bên cạnh đó, Sở Y tế đề nghị Trung tâm Hồi sức Bệnh viện Trung ương Huế và Bệnh viện Giá chiến số 14 tăng cường hội trần và hỗ trợ tiếp nhận các trường hợp F0 nặng cho Bệnh viện Hóc Môn. Theo quy trình mới được áp dụng, các F0 khi được phát hiện nếu đủ điều kiện sẽ được cách ly tại nhà và được trạm y tế cấp phát thuốc điều trị theo quy định. Quá trình quản lý, điều tra và đánh giá lệ ổ dịch đã được thực hiện sau mỗi 3 ngày nhằm phát hiện sớm tất cả các F0 mới để đưa vào quản lý và quyết định việc mở rộng hoặc thu hẹp phạm vi ổ dịch. Theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh, sau hơn một tháng triển khai, kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 và từng bước phục hồi phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố cơ bản đã được kiểm soát. Đến ngày 7 tháng 11, toàn thành phố đã có 14 quận huyện đã tiêu chí vùng xanh cấp độ 1 nguy cơ thấp, còn 8 quận huyện trong vùng vàng, cấp độ 2, nguy cơ trung bình, trên bản đồ COVID-19. Đánh giá chung toàn thành phố đang ở vùng vàng, thuộc cấp độ trung bình của dịch COVID-19. Số liệu từ Cổng Thông tin COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh ngày 7 tháng 11 cho thấy, trung bình mỗi ngày tại thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận từ 900 đến 1.000 ca bệnh mới. Hiện các bệnh viện trên địa bàn đã điều trị cho hơn 11.000 bệnh nhân, hơn 31.000 F0 đang cách ly, điều trị tại nhà số ca mắc mới bệnh phải nhập viện đang cao hơn số ca được điều trị khỏi xuất viện mỗi ngày. Trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long và Tây Nguyên, thành phố Hồ Chí Minh cũng đối mặt với nhiều nguy cơ. Theo tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, qua thống kê, giám sát đã ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 và số ca nhập viện ở các bệnh viện tầng 2 tại thành phố đang tăng nhẹ trong 2 tuần gần đây đặc biệt tại những quận huyện có nhiều khu công nghiệp và giáp danh với nhiều địa phương, nhiều huyện hóc môn, độ phủ vaccine của thành phố Hồ Chí Minh đã tương đối cao. Tuy nhiên hiện nay rất nhiều người từ các tỉnh trở lại thành phố Hồ Chí Minh học tập, làm việc nhưng chưa được tiêm vaccine nên nguy cơ dịch bệnh xâm nhập, lây nhiễm khá cao. Thành phố đang từng bước dỡ bỏ giãn cách xã hội, nguy cơ tiếp xúc với nhau sẽ nhiều hơn. Nếu không tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch, số ca bệnh sẽ tăng trong thời gian tới. Bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu nói. Đánh giá tình hình tại một số quận huyện của thành phố Hồ Chí Minh, nguy cơ bùng phát dịch rất lớn, có thể kể đến là tại huyện Nhà Bè. Sáng mùng 8 tháng 11, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh (HCDC) cho biết, từ mùng 1 tháng 10 tới mùng 4 tháng 11, HCDC ghi nhận tổng số ca bệnh COVID-19 cộng dồn tại huyện Nhà Bè là 2551, trong đó 1750 ca khẳng định bằng xét nghiệm RT-PCR và 801 ca xác định bằng xét nghiệm nhanh kháng nguyên. Theo đánh giá của huyện Nhà Bè, đa phần các ca bệnh COVID-19 được phát hiện là công nhân làm việc tại hai khu công nghiệp lớn là Hiệp Phước, Long Hậu và đang ở trọ trên địa bàn huyện. Huyện Nhà Bè có 770 ca bệnh COVID-19 đang được cách ly và điều trị tại nhà. Huyện này cũng ghi nhận 395 ổ dịch hộ gia đình và 19 ổ dịch cộng đồng. Theo HCDC, ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh nhận định. Huyện Nhà Bè có nhiều khu công nghiệp và cảng biển, biến động dân cư cao, nên nguy cơ xảy ra dịch bệnh Covid-19 rất lớn. Đây cũng là nguy cơ tương tự đối với các quận, huyện, thành phố Hồ Chí Minh có khu công nghiệp đóng trên địa bàn. Trong bối cảnh công nhân cư ngụ tập trung tại các khu trọ, là nguồn lây nhiễm nguy cơ cao, đòi hỏi phải có biện pháp kiểm soát dịch chặt chẽ tại các khu công nghiệp và khu nhà trọ công nhân. Người Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị huyện Nhà Bè cần nâng cao tinh thần cảnh giác thường xuyên đánh giá và nắm chắc các nguồn lây nhiễm. Bên cạnh đó, huyện cũng cần ra soát những trường hợp chưa tiêm vaccine ngừa COVID-19 mũi 1 để có kế hoạch tiêm. Ngoài ra, huyện Nhà Bè cũng cần nhanh chóng tính toán nguồn nhân lực và xây dựng kế hoạch sớm thành lập các trạm y tế lưu động tương ứng với số lượng ca bệnh COVID-19 mắc mới để có thể có hỗ trợ kịp thời cho người bệnh khi lực lượng quân y rút khỏi địa phương. Tương tự, từ đầu tháng 10 năm 2021 tới nay, Huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 6201 ca bệnh COVID-19 được phát hiện bằng test nhanh kháng nguyên và RT-PCR. Trong đó, số ca bệnh cao nhất rơi vào 3 xã: Vĩnh Lộc A, Phạm Văn Hai và Lê Minh Xuân. Nguyên nhân là do sự hoạt động trở lại của các khu công nghiệp nằm trên 3 xã này và đa phần các ca bệnh phát hiện nằm trong những khu nhà trọ. ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh đánh giá tình hình dịch COVID-19 tại huyện Bình Chánh vẫn đang được kiểm soát. Tuy nhiên, với chiến lược thích ứng linh hoạt nhưng không chủ quan, ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh đề nghị huyện này cần theo dõi, giám sát chặt tình hình dịch bệnh để phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường và có biện pháp xử lý kịp thời, dập dịch ngay không để lan rộng.